200 một người coi thôi. À, chắc cái giờ này đông người coi tại cũng đang nhiều người đang đang rảnh rỗi đúng không các bạn? Chứ bình thường đến xả hay nói vào buổi sáng. Tại vì buổi sáng thì mình dậy mình ăn sáng. Cho nên là chị đuổi cổ thằng Joseph Hoàng ra đi, nó chửi mất dạy lắm. À, các em ơi, để nói chung là những cái từ ngữ khốn nạn như vậy á, thì nó rất là mất dạy, nhưng mà để cho nó chửi, để cho chứng minh được rằng cái Việt Nam Cộng Hòa ba que sỏ ná của nó lịch sự, nó tử tế như thế nào, đúng không? Trong khi mình nói những cái câu rất là thực tế, mình làm những cái chuyện rất là thực tế, nói lên những cái điều thực tế, thì chúng nó cứ nhảy vào đây, chúng nó chửi như thế, mà lại rất là già rồi chứ không còn trẻ. Thôi thì chúng ta thông cảm cho nó, thì coi như nó ức quá lâu ngày nó không xả được ra, chắc là cũng chẳng có vợ có con gì để mà xả. Cho nên nó lên đây thì thôi, mình cho nó vào đây nó nghe, để cho nó coi như chúng ta làm phúc cho chúng nó vậy đó. Chúng nó cô đơn, chúng nó cô độc quá, chúng nó không có chỗ xả, chúng nó nói ra những cái câu như thế chỉ để vả chính vào cái mồm của chúng nó thôi, đúng không? Lisa nghĩ chắc cái thời thời trước 5 7 năm có một cái trường đại học quăng phụ tùng cơ thể, cho nên chúng nó thằng nào cũng tốt nghiệp ở cái trường đó rồi, cho nên bây giờ chúng nó quăng giỏi lắm, mặc dù là hết xí quách rồi. Xạo quá, con Việt Cộng Hải Phòng. Trời ơi, Thu Nhi Nguyễn ơi, xạo quá con Việt Cộng Hải Phòng đúng không? Việt Cộng Hải Phòng hay là Việt Cảng Hải Phòng? I don't understand. Nhưng mà anyway, bọn ba que chúng mày hay chửi Việt Cộng. Có nghĩa là mày nói tao Việt Cộng gì? Mày có hiểu chữ Việt Cộng là cái gì không? Việt Cộng ở đâu không? Chỉ có trong miền Nam mới có Việt Cộng thôi. Hiểu không? Miền Bắc làm gì có Việt Cộng? Ngu thế. Ngay chống cộng mà ngay cái từ Việt Cộng cũng chưa hiểu thì chống cái gì? Chống cái 39.000 á? Gì? Việt Cộng là ai? Tại sao người ta lại gọi là Việt Cộng và quân Việt Cộng và quân North Việt Nam, là quân của Bắc Việt Nam? Tại sao người ta lại nói như vậy? Bởi vì Việt Cộng chỉ có ở trong miền Nam mới có Việt Cộng thôi, ok. Còn bây giờ cái thứ hai nữa chứng minh để cho mà biết là trong cái thời chiến tranh ấy, tao nhỏ xíu à, làm sao mà làm được Việt Cộng? Nói về dùng cái đầu cái óc mà cái suy nghĩ chứ, bà đâu nói đấy, đúng không? Tao đi học dưới xã hội chịu cái gì? Tao đi học thằng thằng Hoàng à, tao đi học dưới xã hội chủ nghĩa được học như vậy đấy. Ô vậy mày cũng học ở dưới trường xã hội chủ nghĩa à? Thảo nào mày cũng biết viết tiếng Việt đúng không? Sao mày mày ghét cộng sản, sao mày dùng tiếng Việt làm gì? Dùng mẹ tiếng Anh đi. Chào chị, chửi ba que hay nắm nhũ ngụy quyền làm lũ ngụy quyền làm Việt Cộng mới tốt, mới có ngày hôm nay Việt Nam muôn năm. Nhưng mà thực ra cũng cảm ơn cái bọn ba que sỏ lá, nếu mà nó không tham lam, nó mà không khốn nạn như vậy á, thì người dân Việt Nam mình đã theo chúng nó hết rồi, thì mình làm gì có ngày giải phóng đâu, đúng không? Bởi vì cũng cảm ơn chúng nó chạy tụt quần ra, chúng nó bỏ chúng nó chạy thì mình mới chiếm, mình cũng đỡ tốn quân mà mình mới chiếm được lại Việt Nam thôi, đúng không? Nếu mà nó tử tế mà nó không có đàn áp người Việt Nam ấy, thì người Việt Nam đã theo chúng nó hết rồi.
cũng cảm ơn chúng nó, đúng không? Nghĩ đi, chúng ta nghĩ lại, cũng vì chúng nó là những cái hạng người như vậy cho nên chúng nó mới thua thôi. Chứ nếu mà nó mà tử tế, nó mà không tham lam, nó mà không dã man thì dân Việt Nam đâu có thắng nổi được, đúng không? Nó nói chung là quy luật của cuộc đời rồi. Phải có những cái người như thế thì chúng ta mới có ngày hôm nay. Chứ nếu mà chúng nó mà cũng chịu khó, cũng ăn cơm nắm muối vừng rồi đào hầm rồi xuyên vợ rừng Việt vượt biển chịu khó như thế thì chúng ta đâu có ngày hôm nay đâu. Chúng ta không thể thắng lại được nó, mà người Mỹ nó sẽ không bị thua. Người Mỹ nó đánh ai lắm chứ, nó nôi thôi, nó cứ bom nó dội xuống mình, làm sao mà địch lại được nó. Nhưng mà vì có những cái loại người như thế cho nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta nói đi nói lại cũng nên cảm ơn chúng nó, cảm ơn chúng nó đã bỏ của chạy với người. Thằng xe đạp giải phóng, thằng thằng xe hơi, đúng rồi. Thế mà chúng nó không biết, không không biết nhục mà sang đây cứ chửi cộng sản ngu, rồi cộng sản ấy thì dốt, rồi cộng sản chưa chưa tốt nghiệp trường làng, rồi bla bla bla. Tự chúng nó bôi xấu vả vào mặt chúng nó, tại vì mình khôn như thế, mình giỏi như thế, mình hiện đại như thế, mình có súng, có xiếc đủ các thứ, có tiền rồi lại đẹp này, giàu sang này này kia các thứ, mà mình phải tụt quần mình chạy. Có phải là tự chúng nó hạ thấp con người chúng nó lên? Lisa đã nói rồi, khi mà mình bị thua người nào đó, mình phải tăng cái người đó lên. Tại vì người ta quá hay cho nên mình mới bị thua. Cũng như một đàn bà và một người con gái đó, mình bị chồng đi với một người con gái ấy, mình chấp nhận thôi, tại vì nó đẹp hơn mình, đúng không? Chả có gì phải ghen cả. Đàn bà là phải luôn luôn về về đẹp trong mắt người đàn ông thì người ta mới thấy mình ấy, chứ còn bây giờ người ta đi ngoại tình, đi đi cái con xấu hơn mình á, mình mới thấy nhục. Chứ đi mấy cái con mà nó đẹp hơn mình ấy, mình cảm thấy ừ đúng rồi, nó đỡ nhục hơn, đúng không? Đây này, cứ tự mình dìm mình, hàng mình xuống, mình hay như thế, mình giỏi như thế mà mình lại thua cái thằng nó ba trường làng. Thế hóa ra là mình là cái gì, đầu óc bã đậu thì về mà cướp lại đi thẳng mãi, đúng rồi. Bác ở bên đó cẩn thận Ba Que nhé, chúc bác mạnh khỏe. Lisa đâu có sợ chúng nó đâu, trời ơi, chúng nó đe Lisa mấy năm rồi. Chúng nó mới đầu á, hồi đó mới mới nên, ít người nên chửi Ba Que ở hải ngoại lắm. Nó đã đến, nó chụp ảnh Lisa, nhà Lisa, rồi đe Lisa đi ra đường chọc thủng nốt. Mấy cái thằng ấy nó đâu còn đi được nữa đâu, Lisa biết nó ở đâu ấy. Có cái thằng nào mà đến nhà tao ấy, nghe đây, mày làm ở cái kitchen gì đấy, nói thế đủ rồi. Nhưng mà Lisa không thèm đả động nó, tại vì nó chỉ là một cái thằng bị nhồi sọ của cái bọn cộng đồng này thôi, cho nên mình không chấp với nó. Nhưng mà nó cứ thử đến, nó đụng vào mình một lần nữa là chúng nó chết rồi. Chúng nó đe Lisa lâu lắm rồi, rồi đuổi Lisa về Việt Nam, rồi đủ các thứ, nó đe dọa đủ thứ. Rồi nó viết giấy, nó bảo nó xin kiến nghị cái gì chữ ký, mấy ngàn chữ ký, rồi đuổi Lisa về Việt Nam, nó ngu chưa từng có. Ở bên này mấy chục năm rồi mà không biết một cái gì hết. Cộng sản có ngon đi chiếm lại Biển Đông và bốn tỉnh biên giới đi, đừng xàm. Sao chúng mày ngon chúng mày lại phải bỏ chạy? Cộng sản đâu có nói cộng sản ngon đâu, nhưng mà chúng mày nói chúng mày ngon, chúng mày hay, chúng mày giỏi, sao sao lại dâng cái đảo Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc hả? Xong lại đổ cho cộng sản là ký hợp ký giấy để bà cho Trung Quốc, là mình chúng mày nói ngu như con chó ấy.
trong khi chúng mày có quân lính gác ở đấy đánh nhau với Trung Quốc, chúng mày bỏ chạy. Rồi bọn Mỹ nó bỏ rơi chúng mày, nó bắt tay với lại Cộng sản, nó bắt tay với lại Trung Quốc, với lại Liên Xô. Xong rồi chúng nó vào, chúng nó chiếm mẹ nó cái đảo chúng mày. Chúng mày không làm gì được người ta, không làm gì được Trung Quốc, xong chúng mày bị mất cái hòn đảo, xong bây giờ chúng mày đổ vạ cho là Cộng sản. Ngu như chó cái bọn chúng mày. Sao ngày xưa năm 79 ấy, người Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc, sao chúng mày không không biểu tình đi? Hả? Chúng mày sung sướng, chúng mày nhảy lên, chúng mày ăn mừng. Bây giờ chúng mày xui người Việt đứng lên để đánh nhau với Trung Quốc. Mẹ Trung Quốc nó ngay sát bên ấy, tiền nó hàng hàng tấn tiền ấy. Đánh được nó không? Mẹ, Mỹ còn phải sợ nó chứ là Việt Nam. Người Việt Việt Nam người ta khôn lắm. Đúng không? Thì người ta bây giờ chơi cả với bọn Trung Quốc. Trung Quốc nó cũng sợ sợ à, Trung chơi với Trung Quốc, chơi với Mỹ. Mỹ cũng sợ Việt Nam bị Trung Quốc nó điều khiển. Mà Trung Quốc cũng sợ Mỹ nó điều khiển Việt Nam. Tại vì cái địa điểm nó rất là tốt. Nếu mà Trung Quốc mà lấy được cũng chết, mà Mỹ nó lấy được cả cũng chết. Cho nên là như Sà đã nói rồi, Việt Nam ta cứ ẻo lả giữa thôi, chơi với cả hai bên, chả có động chạm với anh nào cả, không anh nào dám động vào mình mà mình chẳng động vào anh nào hết. Cái đó là một cái ngoại giao đấy, là một cái cách đấu tranh của người ta. Ngu à, chúng mày già rồi, chúng mày im mẹ chúng mày mồm đi. Người ta đã đánh cho chúng mày á, què cụt đã tụt quần chạy rồi, người ta không ngu đâu, hiểu chưa? Tao là đàn bà ấy, tao ngồi tao nhìn thấy. Chúng mày chỉ kích động thôi để cho đằng sau cái bọn đấy nó có một một cái thế lực nào đó. Bây giờ Mỹ nó cũng đang nợ tiền ở Trung Quốc ấy. Sao chúng mày không nó đầy ở bên Mỹ, đầy bên Úc ấy, sao chúng mày không 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 biểu tình đi? Nó là cộng sản ấy thế. Đó. Ngày xưa nó mang bom mang đạn ra ngoài Hải Phòng rồi Hà Nội ngoài Bắc ấy, nó thả, sao không mang ra Liên Xô để thả? Trong khi đó này lại nói là sang Việt Nam đánh, để sang Việt Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ. Làn sóng đỏ là Liên Xô với Trung Quốc, tại sao không mang bom sang dẹn bỏ mẹ đi? Một cái nước nhỏ bé bé tí bằng cái giải ấy, mà đi sang bắt nạt người ta bu lì, xong mày lại bảo ngăn làn sóng đỏ, xong mày bây giờ làn sóng đỏ vẫn còn nguyên si nhá. Trung Quốc nó càng ngày nó càng mạnh lên, sao không sang hồi đó nó viện trợ cho miền Bắc ấy, xong mang bom sang đấy thả thả ngoài Bắc. Bởi vì chúng nó quá coi thường dân Việt Nam đi, cho nên nó nghĩ rằng á, nó dùng sức mạnh nó sẽ giết được, nó sẽ làm cho người Việt mình phải bỏ cuộc. Cuối cùng chính vì như thế mà chúng nó bị thua. Cái sự căm thù của người Việt Nam nó khủng khiếp lắm. Ok, nói nhiều quá rồi. Khí của đám lãnh đạo đầu vào cái gì? À, thằng Châu Sếp Hoàng à, mày hay uống khí của con mẹ mày lắm hả? Ăn nói mất dạy. Ok. Đánh được Việt Nam thì nó đã đánh rồi. Đúng rồi, bọn Trung Quốc nó mà đánh được thì nó đã đánh từ lâu rồi. Từ cái ngày mà Việt Nam mình còn tan hoang ra kia, nó đã từng mang quân sang nó đánh rồi đấy, nhưng mà đánh không được á. Chứ còn nó đâu có, nó cũng nhân cái cơ hội mà Mỹ nó không can thiệp ở Việt Nam nữa, nó bỏ bọn 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 Cộng hòa đấy, xong nó nhảy vào nó đánh, nó nhảy vào để nó chiếm hai cái đảo đó. Xong rồi đến lúc mà
vừa mới giải phóng xong nó lại nhân cái cơ hội Việt Nam đang tan hoang cái thời năm 79 là đang đang đói khổ, nó lại nhảy vào nó muốn muốn chiếm nữa, nhưng mà nó chiếm không được, đúng không? Nó chỉ có lợi dụng những cái lúc mà sơ hở Việt Nam là đi xuống, kinh tế là không, cuộc sống không ổn định là nó nhảy vào nó đập. Thế bây giờ bởi vậy cho nên nó mới dựa vào cái bọn ở hải ngoại này này, ba que này, nó muốn làm cho kinh tế Việt Nam đi xuống để nó lại đập tiếp. Đấy là bọn ba que ở đây là tay sai của Trung Quốc. Nên Sàn nói cho các bạn biết. Sao chị giống anh à? Hoài Linh quá làm sao? Bà nói chuyện như bà nói chuyện như cái cứ bà nên giờ đang đọc cái, đang đánh văn cái thằng Mai Hang, Mai Hang nó không biết nó biết gì, biết tiếng tiếng Hàn Quốc à? Hả? Scansan chuan miso rồi tôi nhặt ăn cơm đừng nói chuyện thế rồi. Nói chung là mai hang tao thì tao dốt lắm, nhưng mà nói chung là mày viết tiếng Việt không có đúng, không có phải tiếng Việt, chữ Việt, nhưng mà tao cũng đoán đoán được là mày nói là cái gì Hàn Quốc với cái gì sao Triều Tiên với Hàn Quốc sắp tới sẽ thì không hiểu đâu. Nó đại khái là Triều Tiên với Hàn Quốc thì kệ con mẹ chúng nó, tao no Việt Nam rồi chứ tao no những cái nước đây làm con mẹ gì, chúng nó đánh nhau, nó chửi nhau, nó đập nhau chết bà chúng nó đi, tao sốt ruột quá, so với chả sánh. Đúng không? Việt Nam là Việt Nam, Việt Nam ăn ăn cơm nói tiếng Việt Nam thì tao nói tiếng Việt Nam, tao tao nói về Việt Nam chứ tao nói về Hàn Quốc mấy này cái quốc quốc xẻng gì ở đây. Kệ mẹ chúng nó. Cái chuyện của ông nó chuyện của mình nó. Hơi đâu mà đi no những cái chuyện này, chuyện bây giờ mình nói chuyện như này là mình cũng nói về Việt Nam. Chứ không phải nói Hàn xẻng, Hàn Hàn Quốc, Hàn 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 xẻng Nam mẹ gì cái bà chúng nó. Cái gì? Ba que sọ ná muôn đời nhục, con cháu Bác Hồ, bạn đời Vinh. Lại thêm một thằng nữa. Huy Giáp à? Dạ mà con dở hơi. Yeah, tao dở hơi đấy. Thêm sao? Mày làm gì tao? Dở hơi, mày nói cái tao dở hơi như thế nào? Mày nói cho tao nghe, tao dở hơi chỗ nào? Tao nói không đúng chỗ nào? Tao nói sai chỗ nào? Mày phải vạch ra, mày phải vén ra cho tao nghe chứ. Mẹ bây giờ cứ nói người ta dở hơi rồi nói người ta điên mà không có vén được ra, không có vạch được ra cái lỗ nào người ta dở hơi thì làm sao mà cứ cứ nói thế, nói tới chán bỏ mẹ. Giải phóng đất nước khỏi ách xâm lược ngoại bang là ý chí của dân tộc từ ngàn đời, thống nhất đất nước là nguyện vọng của toàn dân. Đúng rồi, mỗi một người đi ra đi chiến đấu, người ta sẵn sàng bỏ xưa bỏ hy sinh tính mạng người ta để người ta muốn được cái gì? Người ta muốn được hòa bình, không còn tiếng súng, không còn tiếng tiếng đạn để cho con cháu người ta đến trường. Cái đó là cái mục đích của cái người cộng sản, của những người bộ đội, chứ không phải mục đích của người ta không phải để được tiền, để được nhà cao cửa rộng, để được đi xe hơi. Bọn ba que hiểu không? Cho nên người ta đã được cái đó rồi,
người ta đã được cái phần thưởng đó rồi thì người ta chấp nhận, chứ không phải là người ta muốn giải phóng để người ta được nhà lầu, người ta được xe hơi, người ta được xài tiền đô. Understand? Thì cái mà cái mục đích của người ta đã đạt được rồi, chứ người ta không đòi hỏi là phải thưởng cho người ta nhiều tiền. Khi người ta đi chiến đấu, khi người ta đi sẵn sàng hy sinh, đi phục vụ cho đất nước, là người ta muốn được bình yên, người ta muốn được đất nước được được giải phóng, dân tộc được giải phóng, được hòa bình, không có chiến tranh. Thì người ta đã được rồi, đúng không? Người ta đã được cái đó rồi, cái đó còn hơn nhiều tiền bạc, hơn đủ các thứ. Bây giờ có chiến tranh đi, các bạn có cái nhà mấy chục tầng đi chăng nữa, có cái khách sạn đi chăng nữa, có xe hơi nhà lầu, có giữ được không? Có nhiều tiền, có nhiều vàng, có tiêu được không? Nisa không cần chơi với bọn nó, cứ nói như vậy thôi là bọn nó ức ói máu mà chết. Thì nói chung là chúng ta lên đây cũng chỉ có cái đề tài chửi ba que thôi. Đúng không? Chứ chứ đâu có cái đề tài gì đâu. Nên đây nói chung là bây giờ nên đây chỉ có cái đề tài đó là vui thôi. Mới này